Cho đến thời điểm này, cả những người sinh sống tại Văn Phú Hà Đông lẫn chúng ta đều vẫn chưa hết sợ hãi sau những gì mà vụ nổ gây ra. Để có thể hình dung chi tiết hơn về vụ việc nghiêm trọng này, mời quý vị theo dõi tổng hợp sau của VTC14. Theo công an thành phố Hà Nội, người gây ra vụ nổ là anh Phạm Văn Cường, sinh năm 1975, quê ở xã Nam Hưng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Anh Cường thuê nhà số 15, khu đô thị Văn Phú, quận Hà Đông từ năm 2013 để làm nghề thu mua phế liệu. Vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 3, anh Phạm Văn Cường có nhờ một nam thanh niên hàng xóm lăn giúp từ trong nhà thuê trọ ra về hè trước cửa, cũng là nơi xảy ra vụ nổ, một khối kim loại hình trụ băng sắt đã hoen dỉ, đường kính khoảng 40 đến 45 cm, dài khoảng 80 cm, khối lượng ước khoảng trên 100 kg. Khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, anh Cường ra về hè trước cửa tiếp tục làm công việc phân loại, cắt phá bán sắt vụn. Quá trình anh Cường cắt phá khối kim loại này bằng đen kho, nhiệt lượng đã kích nổ, gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Vật liệu nổ tạo ra hố sâu 2 mét, khói lửa bốc cao khiến 4 người tử vong, 10 người bị thương. Thương tâm nhất là hai mẹ con chị Đào Thị Soạn và cháu Đào Thị Quỳnh quê ở Thanh Oai, Hà Nội, đi ngang qua thiệt mạng tại chỗ. Ít nhất 6 xe máy và 5 ô tô bị hư hỏng sau vụ nổ. Ngoài ra, 36 căn hộ bị hư hỏng nặng, nhiều căn hộ khác bị ảnh hưởng nhẹ.